Giải mã 6 cái chết bí ẩn trong một gia đình ở Thái Bình. Những cái chết bất đắc kỳ tử diễn ra liên tiếp với 6 người trong một gia đình mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Mặc dù sự việc đại gia đình ông Trần Văn Rạng có tới 6 người bỏ mạng bất đắc kỳ tử liên tiếp vì căn bệnh lạ xảy ra đã chục năm nay, nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân quanh xã Vũ Tây, Kiến Sương, Thái Bình, đặc biệt là những người dân ở xóm 9 vẫn không hết sợ hãi. Vụ việc chết chóc bí ẩn đó đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Và do vậy, mảnh đất rìa làng cạnh sông Trà Lý lộng gió, một thời lên thơ, giờ cỏ bò hoang dại che mọc tùm, cây cối rậm rạp đổ ngả nghiêng chẳng có bóng người qua lại. Những ngôi nhà đổ lát âm mưu rêu mốc, từ đâu đã không có hơi người. Những người đã chết thì mang bí ẩn về căn bệnh lạ, những người còn sống trong đại gia đình ấy thì cứ tứ tán đi khắp nơi, thậm chí trốn tịt vào Lam, không dám về quê cha đất tổ ở xã Vũ Tây nữa. Câu chuyện khủng khiếp về những cái chết vẫn chìm trong bức màn bí ẩn rùng rợn, chính quyền bó tay, mấy chục nhà khoa học nổi danh thiên hạ không tìm được lời giải, các bác sĩ đầu ngành thần kinh chống độc cũng không tìm ra thứ gì có thể giết người nhanh chóng khủng khiếp như thế. 15 năm trôi qua, chúng tôi đã tìm về xã Vũ Tây đi tìm lời giải cho câu chuyện bí ẩn về hết sức đau lòng này, nhưng mong làm sáng tỏ phần nào câu chuyện, giúp người dân trong vùng, đặc biệt là lại gia đình ông Rạng không phải sống trong cảnh hoang mang sợ hãi. Nỗi sợ vô hình, từ thành phố Thái Bình, tôi cứ đi dọc bờ hữu con đê, Trà Lý thì đến xã Vũ Tây, sông nước mênh mang, che pheo rậm rạp, đu đưa trong gió. Điều tôi nhận thấy là đình đền miếu mạo trải dọc cả dòng và ngoài con đê. Đây quả thực sự là vùng đất cổ với bề dày văn hóa sâu. Gặp mấy bà, mấy chị gánh gồng thong thẹo trên đê, tôi dừng xe hỏi đường. Mấy chị chỉ nhiệt tình rằng đi qua con điếm, có con dốc bên trái thì xuyên qua cánh đồng là đến xóm 9. Mấy chị còn kéo tôi qua đặng tre, chỉ cái xóm nhỏ đậm rì cây cối làm thoi loi giữa cánh đồng thẳng cánh cò bay. Một chị nói, nhìn chú biết người ở xa rồi thì chú hỏi đường về nhà ai, xóm ấy nhỏ tẹo, nhà ai cũng biết cả. Tôi bảo em tìm đường về nhà ông Trần Văn Rạng, nhưng hỏi về nhà ông ấy thôi chứ thực ra nhà ông ấy chết chục năm nay rồi. Nghe đến ông Trần Văn Rạng, cả mấy người phụ nữ đổi sắc mặt, vẻ sợ hãi lộ rõ trong đôi mắt họ. Một chị bảo, chúng tôi không biết ông ấy là ông nào đâu, anh vào xóm đấy hỏi nhé. Nhìn ánh mắt họ, tôi biết là đang sợ hãi, chứ không phải họ không biết ông Trần Văn Rạng. Câu chuyện của đại gia đình này đã từng khiến nhân dân trong vùng náo loạn, chính quyền cả tỉnh rồi bộ ngành trung ương phải quan tâm sát sao, nên không thể có chuyện cư dân ở gần đó mà không biết. Quả thực, nỗi sợ hãi ấy ám ảnh cả những người dân xa lạ, thì tôi đã phần nào hiểu rằng vì sao những người ở đại gia đình ấy liên tiếp lăn ra chết, rồi vô số những người hàng xóm, người thân liên tiếp rơi vào trạng thái thập tử nhất sinh, không kiểm soát được mình nữa. Tìm vào đầu xóm 9, liên tục hỏi thăm một vài người về gia cảnh ông Trần Văn Rạng. Tuy nhiên, tôi chỉ nhận được những cái lắc đầu từ chối. Tôi chỉ nhắc đến tên ông Rạng, người ta đã không muốn trả lời. Dường như người dân ở đây muốn quên đi cái quá khứ hãi hùng ấy, hoặc cũng có thể họ sợ câu chuyện khơi gợi lại ám ảnh vào gia đình họ. Thế nên tốt nhất là chẳng nói gì, chẳng nghĩ gì đến chuyện ấy nữa. Không biết bằng cách nào, tôi đành hỏi đường vào nhà ông trưởng thôn. Nhà ông Thành, trưởng thôn ở sát cánh đồng, tôi đến. Nhưng trong nhà chỉ có vợ ông đang chăm sóc đàn gà. Bà cung cấp cho tôi một thông tin quan trọng. Người nắm được rõ nhất chuyện về gia đình ông Rạng chỉ có ông Nguyễn Văn Thung, chồng tôi không nắm được chuyện gì đâu, lên nhà báo có hỏi cũng không có tác dụng. Nhà ông Rạng người thì chết, người bỏ đi chưa dám về, tôi nghe nói họ phải bỏ trốn miết để tránh thánh thần khỏi phạt. Tôi dẫn nhà báo đến nhà ông Thung để nhà báo hỏi chuyện, nói đời bà vợ ông trưởng xóm dẫn tôi vào vòng vèo mấy ngõ ngách, đến cuối con ngõ dừng lại trước cái cổng sắt khép hờ. Bà bảo đây là nhà ông Thung, nhà báo hỏi chuyện nhé, tôi về luôn đây. Vác dao nói chuyện, tôi gọi cổng một lát thì thấy một cụ ông đi ra. Cụ ông đang dáng người đạo mạo, mái tóc trắng phau, cặp lông mày cũng trắng như cước. Ông mời tôi vào nhà uống nước rồi trình bày chuyện khó hiểu ở ngôi làng này. Vì sao mọi người sợ nhắc đến gia đình ông Rạng như vậy? Ông thông bảo, không chỉ dân làng sợ mà ngay cả tôi đây, sắp xuống lô rồi cũng vẫn còn sợ. Người ta sợ nhắc đến gia đình ông Rạng, nhưng có mạo phạm gì ám ảnh gia đình họ, nên tốt nhất là tránh. Uống mấy ngụm trà nóng, hít mấy hơi dài, ông thông mới chợt nhớ ra gì đó. Ông lật đật chạy đến giường, lật đệm lên, lôi ra một con dao dài ngoằng, đó là con dao sắc đẹp giống dao của đồng bào miền núi hay dùng. Ông thông bảo, nói thật với anh, cứ làm gì có liên quan đến chuyện đó là tôi kè kè con dao này bên cạnh. Mang theo nó tôi mới cảm thấy vững tâm. Anh nhắc lại chuyện này, tôi lạnh cả sống lưng nên mới nhớ ra con dao. Tôi cứ thủ con dao ở cạnh cho an tâm. Người Việt ở nhiều nơi khi đi xa đều mang theo con dao của củ tỏi, với liền tin sẽ xua đuổi ma quỷ tà khí. Nhiều người còn đánh dấu bằng than, viết sau lên trán trẻ con khi ra đường để ma quỷ không bắt đi. Sau khi đặt con dao bên cạnh, thắp mấy nén nhang trên bàn thờ, khấn vái rầm rầm, lấy lại bình tĩnh, ông Nguyễn Văn Thung bắt đầu sắp xếp lại câu chuyện kinh dị mà ông chứng kiến từ đầu đến cuối. Việc chết chóc kinh hãi quá, mọi người đều sợ trốn tránh, nhưng vì thương em gái nên ông Thung phải tỏ ra can đảm lắng thay nhiều công việc của họ Trần. Theo ông Thung, bà Đào về làm dâu họ Trần khi mới đôi mươi, chồng ông Rạng để được 8 người con gồm 4 trai 4 gái. Cuộc sống ở vùng quê còn nhiều khó khăn, nhưng nhờ chăm chỉ làm lụng mà mỗi ngày lại khá lên đôi chút. Một người con trai bỏ xứ vào Lam lập nghiệp, một người xin làm công nhân ở thành phố Thái Bình, hai cậu con trai gồm cả và thứ ba ở với bố mẹ, mấy người con gái cũng đi lấy chồng cả. Cô lấy chồng trong mãi Tây Nguyên, cô lấy chồng xã khác, xóm khác. Dù con cái chỉ làm nông nghiệp, gắn bó với cây lúa, củ khoai, song do chất chiêu tích cóp, nên những người con gái ông bà cũng dần ổn định cuộc sống, xây dựng sửa sang được nhà cửa. Người con cả Trần Văn Viết được ông bà Rạng chia cho mảnh đất trước ngôi nhà ngói ông bà ở. Vợ chồng anh Viết
ta dựng một ngôi nhà rộng rãi khang trang, tường bao quây kín. Cậu con trai thứ ba tên là Trần Văn Út sau khi lấy vợ vài năm, sinh con đẻ cái, tích cóp được ít tiền, đã xin bố mẹ cho ra ở riêng, đất đai rộng rãi. Nhưng bà Đặng đã cắt cho anh một mảnh đất rộng khoảng 200 m², phía sau về trên trái ngôi nhà ông bà có đất rồi, anh Trần Văn Út dựng tạm một ngôi nhà cấp 4 nho nhỏ, chỉ cỡ 30 m² ở tạm. Ngôi nhà ngay bên bờ ao, phía trước nhà có cái miếu nho nhỏ, giống như cây hương trước nhà. Nhưng nhà chật quá lại có điều kiện kinh tế, anh Út dựng ngôi nhà mới lớn hơn, biến ngôi nhà đang ở thành nhà bếp. Theo lời ông Thung, mọi chuyện xây nhà của anh Út diễn ra xuôi trở mát mái. Chiến khi chuẩn bị cất lóc, những chuyện kỳ cục liên tiếp xảy đến khiến ai lấy đều sợ hãi kinh hoàng. Đầu tiên là chuyện xuất hiện một con rắn lớn. Con rắn này giống như con rắn hổ mang, to bằng bắp chân người, dài tới vài mét. Con rắn cứ treo thân nủng nẳng trên cây trứng gà. Nhìn con rắn bạch đầu thở phì phì, ai cũng khiếp đảm không dám bắt. Con rắn treo cây vài tiếng mới chịu bò đi, mất hút trong bụi tre. Chuyện khó hiểu tiếp theo là gia cầm nhà ông Rạng liên tục lăn ra chết một cách kỳ lạ. Ông Thung nhớ lại, hôm đó tôi đang đi làm ở ngoài đồng thì bà Đào, em gái tôi chợt hất hải chạy ra bảo tôi sang nhà bà xem có chuyện gì vì lợn tự dưng lăn ra chết. Lúc đó tôi nghĩ chuyện lợn bà lăn ra chết là chuyện bình thường, chẳng qua là bị dịch hay kiểu khi bị ăn lo quá nó lăn ra chết. Tới nhà ông Rạng thì ra hai con lợn của Út chết thẳng cẳng rồi, sự cả bọt mép. Lúc ấy là 5 giờ chiều, trong chuồng lợn nhà Út có gần chục con lợn, mới nuôi được hơn tháng, mỗi con nặng từ 20-30 kg thôi. Tôi chỉ đạo mọi người vào việc, người mài dao, người nấu nước để chọc tiết làm lông. Lợn vừa chết làm thịt ngay mà còn tươi, chứ để vài tiếng sau máu đông thịt lẫn máu thâm xì, bán chả ai mua nữa. Điều khủng khiếp nhất là tôi cạo lông chưa xong một con lợn thì đã cả mấy con còn lại trong chuồng đều tự dưng kêu éc éc, lăn đùng ra co giật, sùi bọt mép, chết thẳng cẳng. Dù rất hãi hùng nhìn đàn lợn chết, nhưng khi đó việc chết người chưa xảy ra nên không ai nghĩ ngợi gì, chỉ nghĩ bọn lợn này bị bệnh đột tử gì đó, có thể do loài virus nào đó tấn công lên não làm nó chết nhanh. Đến khoảng 6 giờ chiều khi công việc mổ bụng moi lòng đàn lợn đã chết đột tử còn đang ngổn ngang, thì đàn gà mấy chục con đốt trong chuồng bỗng dưng kêu quăng quác loạn xì ngầu. Ông Thung và mọi người vứt dao thớt chạy đến xem, ai cũng nghĩ chắc là con chuột cống hoặc con rắn tấn công. Đàn gà mới kêu kinh hãi như vậy, nhưng trong chuồng không có con vật gì cả, chỉ có đàn gà vừa bay vừa đâm đầu vào tường vào lưới. Chúng náo loạn tìm cách thoát thân khỏi chuồng, như có ai đuổi bắt song không tìm được lối thoát. Ngay trước mắt mọi người, đàn gà mới chục con quăng quác một lúc, từ cắm đầu cào chân bành bạch chết cứng đờ. Chết của đàn gà bắt đầu khiến mọi người hoảng, hàng xóm sang đụng lợn bỏ chạy khỏi nhà ông Rạng, mấy đứa cháu nhỏ cũng được di tản đi khắp nơi kéo lấy bệnh từ đàn gà lợn. Đang lúc bàn cãi không biết xử trí đàn gà và đàn lợn chết bất đắc kỳ tử thế nào thì 6 con vịt đẻ đi kiếm ăn ở ngoài đồng qua bờ ao, thùng đỉnh đi vào vườn tìm chỗ ngủ. Đàn vịt vừa lạnh bạch đi vào vườn thì kêu lên quang quác, và 6 con vịt đẻ chỉ kêu la lên mấy chục giây thì lăn ra chết thành đạch như bị cắt tiết, chúng dễ một lúc thì chết hẳn. Vậy là chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ, toàn bộ lợn gà vịt nhánh út lăn ra chết hết. Sau khi bàn tính, ông Thung bảo vứt mấy con vịt đi không làm được đâu, cố gắng làm thịt hết đàn lợn, con gà làm được bao nhiêu thì làm, có làm thịt hết cũng không làm được gì đâu. Nghe lời ông Thung, anh Út bịt mồm bịt mũi 6 con vịt vừa lăn chết chém ném xuống ao. Thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau, mọi người thấy một con vịt lạch bạch đi từ ao vào vườn. Thấy sự lạ, mọi người chạy ra ao tìm kiếm, tuy nhiên là con vịt vẫn chết nổi lềnh phềnh, chỉ có một con kia sống dậy. Kiểm tra đàn gà thì con nào cũng cứng đơ, không có khả năng sống lại nữa. Nhắc lại chuyện con vịt đã chết tự dưng sống lại, Nguyễn Văn Thung sởn da gà. Theo lời ông Thung, sau khi sống lại, con vịt không cần sự chăm sóc của người nữa, nó tự ra đồng kiếm ăn rồi tự làm ổ trú ngụ chứ không ở trong chuồng. Nó cần mẫn đi tha lá chuối khô, làm cái tổ to tướng ở bụi suối sát bờ ao. Kỳ lạ nữa là nó đẻ nhiều trứng khủng khiếp, đẻ cả thúng trứng. Con vịt này làm ổ đẻ trứng mà cứ sống như vậy. Nó chứng kiến lần lượt từng cái chết của đại gia đình ông Rạng, rồi nó mới biến mất một cách bí ẩn. Với con vịt sống lại rồi tự làm ổ đẻ trứng quá nhiều, khiến mọi người trong gia đình ông Rạng sợ hãi, không ai dám lấy trứng về ăn. Sau một ngày chết chóc như ngả rạ của làn lợn gà vịt của nhà anh Trần Văn Út, thì sau đó lợn gà vịt của ông Rạng cũng đều lăn ra chết cả. Gia đình ông này không nuôi được con gì nữa, lợn nuôi 10 con chết cả 10, nuôi 2 con chết cả 2, nuôi 1 con cũng chết luôn. Điều lạ hơn nữa là bọn lợn cứ nuôi được chừng hơn 1 tháng, nặng cỡ 20-30 kg thì mới đột nhiên lăn ra chết. Gà vịt thì cứ đến khi chuẩn bị làm thịt được thì mới chết. Và gia đình gặp tăng gia nhiều quá thì chẳng ai còn tâm trí đâu nuôi con gì nữa, chỉ mỗi con vịt vẫn đẻ trứng đều đều nhưng không ai dám lấy trứng để ăn. Biết sinh ra là chàng trai khỏe mạnh vâm váp, đến tuổi trưởng thành thì lấy thôn nữ ở xã bên cách Vũ Tây chưa đầy 10 cây số làm vợ. Vợ chồng được ông bà Rạng chia cho mấy xào ruộng, tích cực cày cuốc trồng cấy mấy đồ ăn để có thêm đồng ra đồng vào. Anh biết chịu khó đi làm thuê làm mướn, theo cuộc sống không dư giả nên anh chị cho mới đẻ được 1 cháu trai, rồi tính xây nhà xong tích cóp được một chút mới tiếp tục đẻ nữa. Có chút vốn liếng, vợ chồng anh biết xin ông bà Rạng cho chợ ở riêng. Ông bà Rạng cắt cho một mảnh đất rộng rãi ngay trước mặt, trách về phía sau nhà bố mẹ cạnh bờ ao. Vợ chồng anh viết đã xây một ngôi nhà rộng rãi khang trang có sân vườn đầy đủ. Anh viết xây nhà xong một thời gian thì cậu em Trần Văn Út đã phá ngôi miếu để xây nhà riêng cho vợ chồng mình. Vậy là trên mảnh đất rìa xóm 9 có 3 ngôi nhà của 3 bố con ông Rạng quây quần bên nhau như chung một ngõ. Hồi xảy ra sự việc, con duy nhất của gia đình anh viết mới tròn 5 tuổi. Ngay khi anh Trần Văn Út khởi công xây nhà thì anh viết anh trai của Út tự dưng hay ốm đau khật khử, tính tình trở nên khó hiểu. Lúc anh kêu đau chỗ này, lúc anh kêu đau chỗ kia, nhưng đi khám thì chẳng ra bệnh gì. Anh này cũng không ăn uống gì lạ, chén con cua con cá bắt được ở cánh đồng dưới ao, do hay kêu đau đi khám này không ra bệnh,
nhưng có người đặt câu hỏi rằng anh này bị thần kinh. Trước hôm chuẩn bị đổ mái nhà em trai, anh biết tự dưng rú lên sợ hãi. Tôi ăn đùng ra đất co giật, mắt cứ trợn lên nhìn thấy toàn lòng trắng, như thể sắp lòi ra ngoài. Thấy tính mạng anh Viết có thể gặp nguy hiểm nên cậu Út lổ xe máy. Mọi người lấy vỏ chăn cuốn chặt anh Viết, rồi một anh Thanh Niên ngồi sau xe máy ôm, phóng anh nhanh lên thị xã, cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Các bác sĩ nhanh chóng cho anh nhập phòng cấp cứu, cho thở oxy, được tiêm thuốc trợ sức, thở bình oxy, nên Viết dần tỉnh táo lại. Suốt mấy ngày ở bệnh viện, các bác sĩ cho thêm nhiều chụp tim, phổi lão, xét nghiệm máu, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra bệnh gì. Trong máu anh Viết cũng không có dư lượng chất độc nào cả. Làm viện vài hôm, khỏe lại như thường, anh được xuất viện. Khi đó có loài vật ở nhà anh Út, anh Viết và của bố mẹ đã lăn ra chết rải rác sạch sẽ, chỉ còn lại một con vịt đẻ kỳ quái là sống khỏe. Nên gia đình anh đã sợ hãi khi đến chuyện phạm phải vấn đề tâm linh nào đó. Mọi người cũng liên hệ ở chuyện thần linh của phạt và sự đau yếu, đặc biệt là cảnh tượng lăn đùng ra đến co giật đến mức suýt chết mà không tìm ra bệnh của anh Viết, khiến không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt. Từ bệnh viện về nhà buổi chiều thì đến anh Viết có vẻ đuối sức, cứ đi lại khật khừ. Sáng hôm sau, anh Nguyễn Văn Thung chạy sang thì thấy mọi người ngồi trong nhà đông đúc, còn ông Viết ngồi trên giường mặt mũi cứ tái nhợt. Anh Viết còn nói rằng cứ nhìn thấy mọi người với ánh mắt buồn bã. Bà Đào, em gái ông Thung, mẹ đẻ anh Viết thì cứ liên tục đốt nhang khấn vái ở bàn thờ mà không lóc cầu xin thánh thần tha mạng cho cậu con trai của mình. Tầm 8 giờ sáng, anh Viết đòi nằm xuống giường, anh nằm ngửa cứ lim dim rồi chết, một cú giật cứng người và anh đã đi mãi mãi. Chỉ vợ anh Viết là người phụ nữ dũng cảm mạnh mẽ, không tin chuyện mê tín bao giờ. Tuy nhiên thấy sự việc diễn ra khó hiểu vì mọi người nói ra nói vào khiến tâm tính bị trị bất an, lo lắng cho sinh mệnh của con trai duy nhất của mình. Càng về sau chứng kiến sự việc lạ, chỉ vợ anh Viết càng ngai hùng, lo lắng đã lên đến tột đỉnh khi cậu con trai duy nhất của vợ chồng anh Viết liên tiếp lăn ra ngất. Sau khi xảy ra cái chết của bố cùng chú ông nội, đã mấy lần gia đình phải tấp tốc đưa cháu đi cấp cứu bệnh viện, cũng như với bố, bệnh viện không tìm ra nguyên nhân khiến cháu bé lại liên tục bị choáng ngất, co giật sùi bọt ở miệng. Sợ hãi quá, chị đã phải gửi con về quê ngoại cách quê chừng 10 cây số. Điều đặc biệt là cháu ở nhà ngoại thì không sao, nhưng cứ có việc về nhà nội thì lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hôm tổ chức trăm ngày cho ông nội, cháu bé lăn ra ngất cùng với nhiều người trong gia đình. Cũng may gia đình đưa đi bệnh viện kịp thời nên mạng cháu còn giữ được. Dù là người gan dạ nhưng sợ hãi trước lời đồn, chị đã cho cháu làm con nuôi một gia đình khác để cháu mang họ khác là người của gia đình khác. Tuy nhiên dù cháu đã là con của dòng họ khác, nhưng khi về nhà làm tang lễ cho người thân, cháu bé vẫn lăn ra ngất. Đến hôm bà Nguyễn Thị Đào, mẹ chồng chị mất mạng, là người không phải trong hàng họ Trần, thì ngay trong đêm mọi người đưa hai mẹ con trốn khỏi ngôi làng nhỏ ở xã Vũ Tây. Đích thân mấy người trong dòng họ Trần cùng những người bên ngoại đã góp tiền rồi đưa hai mẹ con lên tận bến xe Thái Bình để vào tuốt trong Nam, tránh xa vùng đất với đại gia đình tang chìm trong chết sóc khủng khiếp với nỗi hãi hùng. Hai mẹ con sống trong Nam từ đó đến nay không dám về lại quê chồng ở xã Vũ Tây nữa.